Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban khối thi đua Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã quý 1 năm 2024. Đồng chí Giang Xeo Vân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm nay, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, kế hoạch triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương Công tác an sinh xã hội, đặc biệt công tác tuyên truyền, vận động, ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo năm 2024 được thực hiện hiệu quả. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc, các huyện, thị xã, thành phố đã vận động ủng hộ hơn 3,7 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán sắp thìn. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã tặng hơn 127.600 xuất quà, tổng trị giá gần 59 tỷ đồng cho người nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, Đến nay đã có hơn 39% số xã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Hệ thống mặt trận tổ quốc trong tỉnh cũng thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng và phản ánh ý kiến của nhân dân đến các cơ quan đảng, nhà nước, tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung thực hiện thuốc công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tại hội nghị đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 và quý 2 năm 2024. Trọng tâm là tập trung triển khai chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và cấp huyện, đảm bảo yêu cầu theo chỉ thị số 22 của Ban Bí thư, chỉ thị số 39 của tỉnh ủy Lào Cai về lãnh chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2024-2029 hội nghị đã thảo luận góp ý và dự thảo báo cáo chính trị chủ đề đại hội dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa 16 nhiệm kỳ 2024-2029.